Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình Điểm đến ngày hôm nay của chúng tôi muốn mời quý vị và các bạn đến với một điểm đến rất đặc biệt ở miền cực Nam của Tổ quốc, đó là Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau. Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau thì được biết đến với một hệ sinh quyển rất là độc đáo, với rất nhiều động thực vật vô cùng phong phú. Và hãy theo chân tôi để cùng khám phá điểm đến đặc biệt này nhé. Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau là điểm đến nổi tiếng, mang tính địa lý, văn hóa, danh thắng và du lịch sinh thái tiêu biểu của cả nước. Cách trung tâm thành phố Cà Mau hơn 100 km, nơi đây có vị trí địa lý vô cùng thuận lợi với ba mặt giáp biển, là nơi giao nhau giữa vùng biển phía Tây và phía Đông, chịu ảnh hưởng của cả hai dòng thủy triều Đông và Tây. Cứ mỗi năm, khu vực bồi đắp của vườn lại lấn ra biển thêm vài chục mét, từ đó trở thành ngôi nhà chung của hàng trăm loài động thực vật cùng sinh sống và phát triển. Thời điểm đẹp nhất để du khách đến với Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau là từ tháng 12 tới tháng 4 khi tiết trời đất mũi vào mùa khô. Hiện nay có hai cách chính để khách thập phương đến với Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau là đường thủy và đường bộ. Cảm giác lênh đênh trên những chiếc xuồng máy rẽ ngang sóng nước, ngắm nhìn dải thực vật trù phú, nguyên sơ hai bên bờ vẫn là sự lựa chọn hàng đầu của nhiều du khách. Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau được thành lập năm 2003 khi khu bảo tồn thiên nhiên đất mũi được chuyển thành vườn quốc gia trong hệ thống các khu rừng đặc dụng của Việt Nam. Đây là khu rừng ngập mặn nguyên sinh lớn nhất nước ta. Tổng diện tích đất của Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau vào khoảng hơn 41.000 ha, trong đó khoảng hơn 15.000 ha là diện tích vùng đất liền, còn lại hơn 26.000 ha là diện tích vùng ven biển tiếp xúc với đất liền. Cảm nhận đầu tiên của tôi là về một cái cảnh rừng nguyên sinh bạt ngàn, và nó đẹp, mà nó lạ ở cái chỗ cái rừng đấy là nó là rừng nước mặn, cho nên là nó khác với những cái rừng ở trên núi đồi. Mà đặc biệt là khi đi sâu vào trong rừng đó, thì những cái cây và những cái bộ rễ của nó lan tỏa, vì nó cái sức sống nó mạnh liệt mà để nó tồn tại được ở giữa những cái bão tố như này, thì đấy là một cái mà cảm xúc nó dâng trào, mà tôi thấy nó yêu thích, và nó cảm thấy mình cần phải có trách nhiệm gì đó để mà quảng bá, mà bảo vệ cái rừng nguyên sinh này. Khi vào đây thì lúc nào nó cũng rất là xúc động, đặc biệt là ở cái đất Mũi Cà Mau, khi mà ra những cái vùng mà đất bồi, với cả mình cũng cảm nhận những cái hình ảnh trên bản đồ, nó có liên tưởng với cảm xúc của tôi, thì đấy đứng ở cái chóp cuối cùng của địa đầu của tận cùng của đất nước, thì đương nhiên nó lúc nào nó cũng cảm xúc nó rất là xúc động. Nơi đây nó vẫn có một cái này động, đặc biệt là bây giờ các vấn đề sinh thái và những cái vườn quốc gia đã được càng ngày càng quy hoạch tốt hơn, để qua đó cũng có nhiều các chất liệu để cho chúng ta xây dựng được những cái hình ảnh để xây dựng cái chụp theo những cái chuyên đề. Sở hữu hệ sinh thái rừng ngập mặn phong phú với sự kết hợp giữa rừng và biển, không lạ khi Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau trở thành miền đất hứa, điểm đến ưa thích của nhiều nhiếp ảnh gia săn tìm vẻ đẹp từ tự nhiên. Những tia sáng len lỏi mà rực rỡ, hệ thống thảm thực vật trù phú nhưng không kém phần hoang sơ, tất cả hòa quyện làm nên những khoảnh khắc đẹp qua ống kính của mỗi nhiếp ảnh gia.